điểm đến hàng đầu và không diễn ra việc thu tiếng hạn trong thời gian tới. Bên cạnh Singapore cùng với thành phố ASEAN cũng lọt vào top 100 của bảng xếp hạng này, như Hàn Quốc thứ 89, trong khi Macau và Kuala Lumpur lần lượt có vị trí thứ 97 và 98 của bảng xếp hạng. Nhiều hơn phóng viên của Việt Nam trong tiếng người nước ngoài bóng. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tối nay tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thank you.